Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Nobita cũng trôi giạt, cũng bắt đầu thế nào? Sunio và Cha đang ăn mì ngon lành, thì Nobita bò đến và xin hai đôi đũa. Chả hiểu cậu ta để làm gì, mà về nhà, Nobita thấy mấy đôi đũa cũ mẹ không dùng tới nữa, thì cậu ta cũng xin luôn. Doraemon thấy Nobita cứ sắp xếp mấy đôi đũa cũ kia. Doraemon giật mình hoảng hốt khi biết được Nobita định làm bè từ những đôi đũa này, rồi đi tới đảo hoang để thử sức bền. Đúng là ngu ngốc thật mà. Thì ra là do Nobita đã đọc được trong quyển sách nói về Robinson bị trôi giạt trên đảo hoang. Sau đó anh ta đã tự tìm thức ăn, dựng nhà và sinh tồn trong suốt 28 năm. Vì vậy mà cậu ta cũng muốn được sinh tồn ở một nơi không có người và không có đồ ăn như Robinson vậy. Mèo ú thấy vậy, liền lôi bè bằng khinh khí cầu ra để cho Nobita mượn. Nhưng lòng kiêu hãnh của Nobita lại không cho phép điều đó, vì cậu ta muốn làm việc này bằng chính năng lực của mình kia mà không cần đến sự giúp đỡ của ai hết. Nhưng mèo ú nói rằng làm bè từ đôi đũa này thì phải mất rất nhiều thập kỷ thì mới thu đủ được số đũa để làm nổi một cái bè đấy. Nghe vậy, Nobita liền trở mặt ngay. Cậu ta lại mượn bè bằng khinh khí cầu của Doraemon. Mèo ú liền sắp xếp tất cả đồ đạc cần thiết để cho Nobita ra đi. Nhưng mà cậu ta lại nhảy dựng lên, bảo không cần mấy thứ đó đâu. Nobita chỉ mượn trong chóng tre của Doraemon rồi bay đi thôi. Trên đường, cậu gặp Shizuka. Cậu ta liền bay xuống từ biệt cô bạn, rồi lại tiếp tục lên đường đi tới đảo hoang. Mèo ú ở nhà mở tivi thời gian ra để quan sát thì biết được Nobita đang trôi giạt trên biển. Cậu ta đang rất bất lực vì đi mãi mà chẳng thấy hòn đảo nào cả. Tiếp tục trèo đi, nhưng ván trèo lại bị gãy mất tiêu rồi. Nobita cho rằng chắc là do mình quên coi ngày nên hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Cậu ta định quay về thì lại bị mấy con cá làm cho bay mất cái trong chóng tre. Nobita hét toáng lên trong vô vọng. Thấy vậy, mèo ú liền bay đến để cứu nguy. Vì muốn cho Nobita được toại nguyện nên mèo ú đành phải gắn thiết bị vào bè. Nobita trôi đến đảo hoang. Nobita bất lực búng xuôi, bỗng tỉnh dậy thấy trước mắt là một đảo hoang, làm cậu ta hớn hở vô cùng. Và cậu cố bơi nhanh tới để trèo lên trên đảo, hí hửng cho rằng mình mới chính là người tìm ra cái hòn đảo này đầu tiên, và không hề hay biết rằng mọi chuyện là do mèo ú đã sắp xếp hết. Đang định quay về thì mèo ú lại nghe tiếng hét thất thanh của Nobita. Thì ra cậu ta bị ong đuổi nên đành ở lại vậy. Nobita cố gắng đi tìm các loại hạt và quả rừng để ăn, nhưng mà chẳng có gì. Cậu ta hụt hẫng lại ngồi khóc lóc than thở vì sắp chết đói tới nơi rồi. Thấy vậy, Doraemon liền lục đồ ăn ở trong túi của mình ra rồi dùng gương nhân đôi lên. Tiếp theo là treo tất cả lên cây nhử Nobita đi đến. Đến nơi, cậu ta mừng rỡ vì thấy đây là cái cây gì mà đầy quả lạ thế không biết, liền hái xuống xơi ngay. Nobita còn nghĩ quả này có mùi vị giống như mùi bánh kem sữa nữa, làm mèo ú thật sự bất lực luôn mà. Đang ăn thì trời bỗng đổ mưa. Nobita nhảy dựng lên, không thấy ai đưa ô cho mình hết. Đúng là thật bó tay với cậu ta. Trong lúc mèo ú đi tìm chỗ để làm nhà giúp Nobita thì cậu ta lại chẳng biết làm gì ngoài việc hoang mang ngồi ôm gốc cây rồi lại gào thét lên. Còn mèo ú thì dùng cây làm cầu cho Nobita để đi qua suối, rồi lại đẩy cậu ta xuống trước một cửa hang động. Thấy Nobita lạnh và ướt như chuột lột, mèo ú liền thả lá cây cho cậu để làm quần áo, định trốn về nhà. Nobita lại quằn quại vì khát nước nên mèo ú lại đành phải quay lại và dùng khoan một mạch nước ngầm để cho Nobita uống. Đúng là cuộc hành trình của Nobita lại gây vất vả cho mèo ú quá đi mà. Và màn đêm lại bắt đầu buông xuống. Nobita ngồi co ro than thở vì ở đây không có điện, không có tivi, lại không có nệm để ngủ. Cậu ta lại ôm mặt khóc lóc. Lúc này cậu ta chỉ muốn được về nhà ăn cơm của mẹ nấu thôi. Nghe vậy, mèo ú liền lấy cánh cửa thần kỳ, bảo mẹ hãy gọi cậu ta về đi. Nobita vừa nhìn thấy mẹ thì liền vỡ òa chạy tới, ôm mẹ khóc nức nở. Đúng là một câu chuyện trôi giạt đầy cảm lạnh mà. Sau đó Nobita về nhà lại tự hào kể cho các bạn nghe về câu chuyện tự lực cánh sinh của mình ở trên đảo hoang như vậy, làm cho đám bạn ai cũng phải trầm trồ thán phục Nobita. Còn mèo ú lúc này chỉ lè lưỡi ra và cười trừ. Đúng là Nobita quá tự sức mạnh rồi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.